Hằng xin mến chào quý bà cô chú anh chị nha, chào cả nhà nha. Thì cả nhà nhìn các vấn đề này có quen thuộc không cả nhà? Thì cũng lâu lắm rồi Hằng mới quay lại con gái nuôi cho cả nhà coi nha. Thì hôm nay mình ra thăm gái nuôi thì mình có mua tả nè, sữa nè, với vài bộ đồ Tết cả nhà. Thì Tết tới rồi mình mua đồ Tết cho bé nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng đi theo mình nha. Cái sữa này thì chút nhờ camera đem vô nha cả nhà. Hello cá gỗ, cho cá gỗ chào chị Chính nha. Chị Chính khỏe không? Ồ nghe tiếng mẹ kìa, nghe tiếng mẹ quay qua cái nằm nữa. Mẹ mẹ nè, mẹ mua đồ Tết nè, đây bông đậm nè. Mẹ mua đậm cho con nè. Không ngủ. Phải đợi cho bé ngủ đi Chính. Còn xe ke, ảnh nhõng đi chị Chính ơi. Lên nhõng anh. Lên nhõng này, lên nhõng đi con. Kệ mẹ ảnh mà lên nhõng. Lên nhõng đây. Đây, cho đây lên này. Nghe con lên nhõng đấy con. Ôi tội nghiệp quá si ke đeo. Tại vì ngủ nè, tại đang ngủ mà. Đang ngủ mà mẹ quậy không mà. Mẹ mua bánh kìa, mẹ mua bánh nữa kìa. Mẹ mua bánh nữa. Một hồi mẹ dẫn ra đây mua bánh chịu không? Một hồi dẫn mẹ đi mua bánh chịu không? Thôi đang ngủ rồi tội nghiệp quá. Rồi đi chợ, ý mẹ Hằng chở đi chợ. Đi mua kẹo không? Con đi mua kẹo không? Con đi mua, mẹ đây nè, mẹ bên đây nè. Tôi thấy mẹ. Nè mẹ bên đây nè. Con đi mua kẹo không? Không hả? Ngủ nghe. Thôi mình đi ngay giờ ngủ của bé nên bé hơi bờ gai chút xíu cả nhà ơi. Nè cho con có đồ nè. Ý kìa mẹ nó mua không đầm mà. Dạ con mua đồ. Kìa đó. Đẹp quá chàng luôn nè. Lắc đầu. Cho bé ngủ nó đi Chính ơi, cho bé ngủ đi. Cho bé ngủ hẳn giấc, tại ngủ hẳn giấc cái nó ban gai nữa. Uống sữa nha con. Nằm đây với ngoại. Chào. Sợ mẹ bắt cái gì để tàn. Hôm bữa thì đòi đi không mẹ, bữa nay sợ mẹ. Hôm bữa thì lên xe mình cái nhà mình đi về đòi lên xe không cho đi về. Bữa nay mình lên tại vì này bé ngủ á, bây giờ ngủ nên nó không hẳn dắt nên nó ba gai cả nhà ơi. Chính cái này cũng khỏe hay gì Chính? Với ông không là nó bị tụt máu này bà bữa cái nó bị sưng á. Bị no, con thấy còn no gì á. Nó còn nó đang trồn gì nè. Dạ cái nó dứt cái chính đêm được cái nó sinh cái ban đêm đó 11 ngày thượng ra cái ga ma mũ. Dạ bây giờ cái em lột hết lớp da này ra. Rồi cái điện cái cô y tá mà cô hộ lý ở dưới đó. Dạ cái cô điều dưỡng đó, điện con hỏi cần cho con rồi mình gỡ gì nè. Dạ. Nó không có cái gì nó ra mũ rồi mà nó kín giờ làm dạ, được chơi là chất nhất đó gì chứ. Rồi, nhức nhất lắm luôn á. Đang nậu gì nè, nó không phải là nó nhức nhiều đâu. Nó nhức điếng lên cái nó hết, cái dạ. Cái nó nhức nữa vậy. Cái uống nước. Bữa nay đỡ rồi, nặng ngủ rồi hết rồi, anh đỡ. Cho mấy lụm cho ngủ hẳn giấc đi để ngồi ra. Á mẹ nó ngủ nó đi chợ kìa cha. Ngủ đi chợ mua bánh. Ngủ đi chợ đó hả? Một hồi con dẫn mẹ đi để tỉnh tập quá mua bánh nha. Chịu không? Mua bánh cho con chịu không? Tỉnh tập quá ở đâu? Đâu bán chỗ nào bán đâu của con nè. Ôi đẹp dữ vậy chị. Thì mình lên nhà bé bầu ngư thì mình có mua cho bé 4-3 bộ đồ với cái đầm cả nhà ở đây bận Tết nha. Đồ này thì đây rất là sexy luôn. Mẹ Hằng sexy, con gái cũng phải sexy theo nữa nè. Cái này chắc dừa hết, con hỏi con nói người ta là mua chữ heo 12kg. 12kg tới Tết. Dạ. Đó, cái này thì bạn ngủ nè, cho nó mát. Cái tên nó đẹp. Dạ mấy cái tên này bạn ngủ cho nó mát. Chà này nè mặt. Nó quá đẹp luôn ta ơi, quá đẹp luôn. Bữa nay con gái không hợp tác với mẹ rồi. Con đâu con đứng rồi, con chào con ta ngoại đi, ngoại mẹ Hằng đi ngoại đi. Con ngoại vừa con ngoại đi rồi. Rồi mẹ dẫn đi mua kẹo này đi không? Đây. Bữa nay ba gai dữ vậy chị. Bữa nay gai ngay giờ ngủ mà giờ này 12 giờ mấy giờ ngủ ngon của người ta mà lại lên khóa à. Đây đây coi. Cái này bé cũng khỏe đó chị Chính. Nó khỏe. Dạ. Sao một tuần nay nó không ăn cơm. Tại vì bữa đó gửi xong con cháu mình dưỡng á. Dạ. Cái đang làm như cái xương cái xương hay cái gì trong cái nước súp á. Dạ. Người ta nấu rợ vậy đó. Mình nghĩ vậy chứ không biết vì sao mà nó nuốt vô cái tự nhiên rất đậu khổ. Rồi nghĩ ăn luôn, tắm giờ chắc nó sợ á. Sợ 90 ngàn. Dạ, bữa nay comment khác nhìn comment hoài. Nhìn comment hoài luôn vậy đó. Chính cũng cảm ơn. Dạ thì con có mua hàng sữa nữa. Dạ để giúp cho gia đình của Chính, cho cháu. Dạ, cái ba nó bị tai nạn, ba nó bỏ hỏng đi làm về. Rồi cái hai người đụng té lăn cùng mèo luôn. Ngồi vậy không nổi, cái gác ngồi vậy mà chạy xe không được. Cái dắt xe về phòng ngồi khóc. Nghe má nuôi kể thôi mà không nói gì, nghe nó đừng nói cho mẹ nghe, mẹ buồn có bệnh đó. Dạ. Không nói cái được 3 ngày cái nó ấy cái cưa á. Dạ. Cái sao mà chút xíu rồi nó hết trơn tay rồi, nó lớp không hết cái này nè, đi nó trẻ ngang ở đây. Ừ. Thấy đứt ruột vậy đó. Rồi giờ anh cũng phải chứ chứ. Mẹ rồi cắt chỉ hôm qua. Rồi giờ cũng đâu đi làm gì được. Cũng kêu nó nghỉ, nó nghỉ Tết rồi không có tiền. Đó, cái nó đi nhưng mà nó không có bằng được, kêu người ta đứng nó coi máy dùm. Cái gì bà Di nuôi nó điện, nó đâu còn đưa ở tay cho mẹ con. Nó đâu có gì đâu, không có. Nó bây giờ con sợ Chính lo rồi, Chính bệnh. Nó mẹ không có đâu, con đi cho mẹ con, mẹ biết rồi, con nó mới đưa lên thì nó không có sao đâu mẹ. Cái nó sao không nghĩ là nghĩ đó buổi mình ta cười được. Con gái Chính rồi. Tết thì cũng làm chứ. Nó không lắm gì, bố không lấy người ở đây đặt. Đàn ông không sao đen, mượn đâu trên mọi tay á. Mướn sao đen lại đòi. Rồi cái em hỏi là cái trời ơi gung đừng chết luôn, hỏi cái tên là gung rồi đó thiệt. Ai mà ra đây mà hỏi có con xu ở nhà không rồi bắt đầu cái tim nhảy. Là nó chạy lên, nó không dám gì. Anh bưng cái hồng sữa với giùm em tới nha. Được buổi sáng rồi đó. Ngoại nó đeo lại gì luôn vậy đó. Buổi sáng không đâu có quạo nguyên ngày. Quá à, bà ngoại đi bán số kiếm 50 tờ đi bán, bà ngoại với con đi bán. Mấy người kia nó chờ rồi bà đi giờ cẳng sao đi nổi rồi. Bà không có xe nữa. Cái nó nói vậy nè, không không cho đi bán. Để cho ba nuôi ha, ba với mẹ nuôi ha. Buồn quá à, rồi vậy rồi tiền nhà, rồi cửa nữa. Nó cãi Tết nhất rồi Dũng nó vậy nó là ba nó đó. Dạ. Cái nó rồi để bán trời ơi bà đi không nổi rồi, nội đi tiền xe ôm chẳng hết nhiêu nữa rồi, 50 tờ số đâu được nhiêu đâu. Dạ thì đó. Bây giờ với số mắc gì nữa lung trên thôi. Không giờ ba cô bé có gửi tiền về cho mình Chính không? Mình có, bữa đó gửi được 1,5 triệu. Dạ. Cái xe qua trả tiền nhà. Ở nhà hết 600, nhà 600, điện nước cũng ngay chỗ đấy rồi. Dạ. Điện nước riêng hả? Điện nước riêng. Điện nước thì mình trả tiền nhà thôi. Điện nước này điện của nhà nước. Cũng như nhà vậy là 1 tháng tới 800. Rồi cái bà nó không thấy nó chơi đấy rồi cái phim vô cái mạng cũng hết 200 ngàn bạc. Thì nó thôi nghỉ chơi đi, đừng có chơi coi vô tiếng. Hồi vô tiếng hay điện thoại không đủ nó. Dạ. Nó coi điện thoại nó nhiều lắm, tại vì mình bệnh nữa rồi nó phải ngồi đây nữa, nó có nó coi gì đó. Dạ. Điện thoại cùi, nhỏ chị bà con nó cho cái. Dạ thì hôm nay con được anh Thùng Lưu có hỗ trợ tiền để cho con mua sữa với tả với đồ cho gái nuôi. Cảm ơn anh Hùng. Dạ, anh Hùng Lưu. Anh Hùng Lưu đã giúp đỡ gia đình của em. Hai bà chán thì con cũng rất là cảm ơn anh. Còn với 200 thì con đi gửi cho mọi người để con mua bánh ăn nha. Nè. Nha con, dạ. Nè con lấy tiền con muốn lấy lắm mà bà ngại cả nhà ơi, cái tay nhích vậy đó. Rồi con khoanh tay, bây giờ hai mẹ con mình đi mua bánh thôi. Rồi con khoanh tay con hả? Con ngã coi, con ngã ông rồi đó, có tiền ngã đấy mọi người ơi, đi ông đi. Con cảm ơn ông. Dạ. Bây giờ mình hai bộ đầm luôn được không? Hai bộ đầm bạn mới đẹp luôn, chịu không? Mặc đồ đẹp luôn đi. Mặc đồ đẹp chịu không? Mặc đồ đẹp hai mẹ con mình đi ra tiệm tạp hóa mua đồ chơi cho con. Nha. Con chịu không? Mặc đồ đẹp mình đi chợ nha. Không chịu thôi, con bé khóc thì chết thôi. Thôi mẹ đi về nha, mẹ hàng giờ nha con. Nha, không có nhõng nhẽo với bà ngoại nữa nha con. Hôn mẹ miếng đây, hôn mẹ miếng đây. Rồi đâu còn múa này, còn múa cho mẹ coi ơi. Ông coi đi được không? Ông có tiền nữa đi. Đeo Tết nè. Quá trời đồ luôn nè. Tỉnh rồi nãy giờ chưa có tỉnh mọi người thôi. Sung lắm dạ lia chứ. Hả con? Dạ. Ôi ngoan quá ngoan. Con có thương mẹ Hằng không? Có thương mẹ không? Có. Nhiều không? Nhỏ. Nhiều quá mắc cỡ, nói Hương mà rồi mắc cỡ mọi người. Ô, mẹ đi về à, bây giờ con đi mua đồ chơi với mẹ không? Đi không nè? Những túi bỏ vô túi cho ngoại. Đừng mọi người. Thôi cho mẹ lại đi, cho mẹ lại đi. Nhét vô túi cho ngoại mọi người ơi. Thế mà bà chị kia kìa, bà cho nó 50.000. Dạ. Nó kêu 9.000 nè. Nó thiệt. Thôi cho mẹ lại đi quay. Cho mẹ lại nè. Nè nè cho mẹ lại. Cho mẹ đi. Cho mẹ lại đi. Cho mẹ đi mua bánh cho con đi. Bây giờ mình đi mua kẹo là chịu không? Cho mẹ đi mua kẹo lại. Chịu không? Suy nghĩ 5 giây nha. Đây. Mua bánh là mua sữa, để dành mua sữa đi. Mấy bữa sốt, nóng sốt, ói đi, nóng sốt, ói gần tháng luôn hai bà cháu. Dạ. Để bữa Hằng lên đó. Để bữa con lên luôn á. Ừ. Là bữa nay là được 4-5 ngày rồi. Cũng 2 tuần á, 2 tuần con lên, 2 tuần con lên đó. Chính tiện chắc cũng 2 tuần, tại vì con bé đó. Tại vì thằng bé nhà con nó cũng rưỡi lắm, 2 tuần hết. Dạ. Chưa được 2 tuần nữa. Chưa được. Dạ. Tuần mấy nó ngày, một ngày từ sáng vậy nè là 5 giờ sáng. Tới tối luôn, tới 5 sáng ngày mai là 8 giờ. Dạ thôi con cũng xin phép đi về, chính là cho bé ngủ đây, còn có xe ke đó nên vẫn ngủ thì con cũng về luôn nha. Chính là chính cũng cảm ơn dạ chú Thùng, anh Thùng Lưu, anh Thùng Lưu giúp đỡ gia đình của Chính nha, với bầu Ngư con ạ. Ông đây con Phân, con Phan chúc anh Thùng với Tết này làm ăn làm giàu làm có. Dạ đi ra nha, với ba chia sẻ với con luôn nha. Dạ rồi con cảm ơn mình Chính bây giờ với con gái luôn. Rồi con với ba mẹ, với ba mẹ đi. Rồi với ba cậu, với ba cậu. Bye. Rồi ba ông đi, ba ông giúp đỡ cho con. Ba con nha. Nè. Đi ra nè, đi ra với mẹ Hằng đang đi chợ nha. Đi ra đây với mẹ không? Đi ra đây với mẹ nè. Đi ra đây nè, ra đây mẹ ẩm thôi con. Nè. Con gái ơi, vậy mới được chứ tự nhiên cái này nó không chịu mẹ à. Dạ quý bà cô chú ơi, hôm nay á, mình rất là vui luôn đó cả nhà. Thì được anh Hùng Lưu có hỗ trợ mua sữa với tả cho bé Bào Ngư nè, còn được lì xì 200.000 đó, với lại mua đồ Tết nữa đó cả nhà ơi. Thì một lần nữa Hằng chân thành cảm ơn anh Hùng Lưu rất là nhiều nha. Hằng chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn trong công việc nha. Thì video của mình đến đây cũng xin tạm khép lại. Nếu cả nhà thấy video của mình hay thì cho mình một like, đăng ký kênh, đặc biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye với mẹ nè. Bye.